cho mấy chú đó là nói nghe mở mắt dùng cái đừng nhắm mắt lại. Mấy đồng đội đó làm không đúng. Dạ. Để địa phương để xem xét lại để xử lý. Dạ. Mến chào tất cả các chú anh chị quý khán giả của mình Thu Vương đang xem kênh Hoàng Xanh. Thì hôm nay thì Xanh tới thăm nhà anh Đơn, được tạm gọi là anh gà trống nuôi con đó của chú anh chị. Thì vừa qua có một số kênh YouTube thì Xanh cũng không có để ý lắm, nhưng mà được cảm ơn quý khán giả của mình Thu Vương đã gọi điện cho Xanh để mà nói, thì Xanh mới biết những kênh đó họ cố tình họ nói xấu hoàn cảnh gà trống nuôi con đó, với lại họ cũng nói Xanh là hoàn cảnh không có sự thật. Thì hôm nay thì Xanh có gặp được hai anh là cán bộ địa phương ở đây. Trước tiên thì cho em gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều, anh đã tới đây để hỗ trợ cho em. Thì cho hỏi anh tên gì ạ? Tôi tên Thương, cán bộ địa phương cũng như là tham gia bên mặt trận Tổ quốc. Dạ rồi, vậy thì cho em gửi lời cảm ơn anh luôn. Anh là anh tên gì ạ? Sen. Dạ anh Sen. Trước tiên thì em cũng cảm ơn anh đã tới đây để mà hỗ trợ cho em để mà thăm nhà anh Đơn, với lại cũng cảm ơn anh Thương luôn. Thì anh Thương cũng là cán bộ mặt trận ở đây, sẽ là tới đây thăm nhà anh Đơn. Tại vì vừa qua thì có một số kênh YouTube là đăng lên là sai sự thật đúng không? Đúng, nói về đúng hoàn cảnh của anh gà trống nuôi con là không có sự thật. Cho nên thì bây giờ thì em nhờ hai anh là cán bộ địa phương ở đây, anh là đính chính lại sự việc. Bây giờ em mời hai anh bước vào nhà anh Đơn. Rồi, mời cô chú anh chị biết khán giả sẽ cùng với Xanh, với anh Thương, với anh Xem sẽ bước vào nhà anh Đơn. Em chào anh Đơn ơi. Dạ con chào cô. Dạ. Rồi anh Đơn đừng có sợ nha, hôm nay thì ngồi chơi đi. Hôm nay thì có hai anh cán bộ địa phương sẽ tới nhà mình để mà thăm ha. Dạ, xin chào cô, đây là hai anh cán bộ địa phương. Rồi, cô khỏe không? Khỏe. Dạ. Thì dạ hết bệnh ha. Anh Đơn nghỉ Tết chưa nè? Dạ, nghỉ Tết rồi. Nghỉ Tết rồi hả? Dạ. Rồi mấy hôm nay thấy trên mạng cộng đồng xôn xao về vấn đề mà người ta nói hoàn cảnh anh gì, anh buồn không? Cũng hơi buồn. Buồn lắm không? Dạ. Rồi anh yên tâm, hôm nay thì em sẽ gặp các anh địa phương ở đây để mà đính chính lại sự việc đâu đó rõ ràng ha. Dạ con chào cô ha. Dạ. Mấy hôm nay cô thấy trên mạng xôn xao á, cô có buồn gì không hay là có nghĩ gì không? Hơi sợ đó. Chú Hoàng Xanh buồn không có lại làm tiếp nó, làm nhà tiếp nó, hơi dạ. Hơi sợ. Dạ với lại cô thấy cái người đó họ nói như vậy, cô có muốn gửi gì tới họ? Cũng muốn chứ. Dạ cô nói đi. Muốn họ gửi gì là cho mấy chú đó là nói nghe mở mắt dùng cái đừng nhắm mắt hoài đó. Dạ. Nói vậy đó, mở mắt dùng cái. Dạ rồi, cảm ơn muốn cô. Ăn, muốn nói dạ. Đâu được. Rồi vậy thì bây giờ thì trước tiên cho em xin được phép trao đổi với anh Sen, anh Thương trước ha, anh Thương. Dạ. Dạ rồi, vậy thì anh Thương ơi thì em cũng trước tiên thì em thay mặt quý khán giả với lại thay mặt quý của chú Mạnh Thường Quân á, cảm ơn anh Thương là với anh Sen là đại diện chính quyền địa phương ở đây đã hỗ trợ cho em cũng như là quan tâm tới nhà của anh Đơn á. Rồi. Thì anh có thể chia sẻ về hoàn cảnh của anh Đơn cho em biết được không ạ? Để tôi chia sẻ cái vụ anh Đơn, gia đình anh Đơn này theo đúng là ảnh có hộ nghèo hồi trước bây giờ từ năm 3-4 năm rồi. Bây giờ thì nhà thấy hoàn cảnh cũng là bốn đứa con người vợ thì bỏ ba bốn lần rồi, mới bây giờ lần thứ ba thứ bốn này nó đi luôn rồi. Tôi cũng là tội nghiệp cho gia đình, thấy nhà cũng dột nát. Mùa mưa lại cũng là con cái ngủ cũng được, rồi nền thì nước dâng lên thì ngủ không được, thì nó đi lên đi xuống cũng khó khăn, ăn cơm ăn gì nó cũng khó cho con cái, cho họ, gia đình của vậy họ. Thì, mỗi lần anh thấy clip em đăng lên mạng thì anh có xem không? Có xem kênh em không? Có, cũng rồi. cũng có xem. Dạ rồi, vậy thì anh xem hoàn cảnh anh Đơn, anh có xem không em quay á? Có. Vậy thì những gì mà em đăng thì anh với anh Sen ở đây á, là cán bộ địa phương ở đây á, thấy em đăng như vậy là có đúng sự thật là hoàn cảnh anh Đơn khó khăn gì không? Với lại anh Đơn với em là có hoàn cảnh là có phải giống như là người ta nói là em trục lợi từ anh Đơn, với nói em là bà con anh Đơn á, thì anh có thể nói cho cô chú gì biết khán giả của mình thì biết được mà. Đúng là thấy cái hoàn cảnh đăng á, thì đăng là đúng sự thật. Mình thí dụ có Hoàng Sinh có đồng đội đồng nghiệp tới giúp đỡ thì cho gia đình họ thì tôi cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Tại vì
Hoàng Sinh thì giúp có người Kinh, người Việt, người Khmer cũng có hết á. Dạ đúng rồi. Không có phân biệt cái dân tộc nào hết. Đúng tại rồi, vì 54 dân tộc anh em mà. Đúng rồi, phải nếu giúp phải cái khảo sát cho hộ đó được Kinh hay Khoa Khmer đó, thì trong gia đình nghèo đặc biệt á, nghèo khó khăn thật sự á, thì dạ, mình giúp là đồng đội giúp là đúng. Dạ. Tôi cũng là cảm ơn. Dạ. Thì em cũng xin chia sẻ một chút xíu là trên mạng có một số kênh YouTube á, là họ nói xấu em, họ nói là em là giúp anh Đơn không đúng sự thật, với lại em chỉ giúp cho một dân tộc Khmer thôi. Thì em nghĩ là Việt Nam mình có 54 dân tộc anh em, nếu mà mình làm thiện á, thì mình sẽ là giúp hết, nếu mà hoàn cảnh nào có duyên, có phước, có phần. Với lại giống như là anh Thương vừa chia sẻ đó, mình phải xem xét hoàn cảnh nó thế nào mình mới giúp được, đúng không? Mình phải xem cái đó. Thì cho nên thì dưới tư cách là một người cán bộ ở đây thì anh có từng có coi kênh của em không anh xem? Có. Rồi anh thấy em có từng giúp người Kinh không anh coi? Có. Dạ. Kinh Khmer qua ba dân tộc. Dạ. Rồi, còn tại giúp gì? Hết có hoàn cảnh khó khăn là anh tôi thấy trong YouTube là đúng là sự thật. Dạ, dạ. Với lại tư cách là một người cán bộ ở đây là anh có thể cho em biết là hoàn cảnh anh Đơn này là thật hay là giả? Thật. Dạ, thật 100% phải không? Đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh thật. Anh xem nhiều. Hoàn cảnh của anh Đơn đã được em tới giúp rồi. Thì giống như là có một số YouTube khác họ muốn vô đây họ quay nữa, thì anh có muốn cho họ quay không, hay là có vấn đề thế nào không, vấn đề an ninh trật tự gì không? Thì mấy thí dụ có mấy người muốn quay thì tôi ngăn cản, thì bây giờ có đồng đội của Hoàng Xanh giúp đỡ rồi, thì tôi có đồng đội nào khác nữa thì tôi ngăn cản, tại vì tôi trong địa phương này tôi có việc gì tôi cũng biết đảm bảo an ninh trật tự cho hộ dân trong địa phương rồi, vậy đó cho tốt. Dạ đúng không, tại vì mình đảm bảo an ninh trật tự đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị, thì giống như là anh Sen với anh Thương đó là cán bộ địa phương ở đây, thì có chia sẻ là nếu mà giúp thì một mình giúp được rồi, nếu mà lúc trước là Sanh không có tới đây mà các bạn mà muốn quay các bạn cứ tới đây trước thì các bạn cứ quay đi, Sanh thì cũng không có vô, tại vì mình giúp thì mình giúp nhiều người làm mất đảm bảo an ninh trật tự, tại vì mình giúp là phải giúp bằng tận tâm chứ không phải vô đây để mà câu like đúng không anh Thương? Đúng rồi. Dạ. Rồi thì qua những cái việc thế này thì nếu mà giả sử như mai mốt là có kênh khác vô đây quay hoặc là nói sai sự thật về hoàn cảnh anh Đơn thì mình thì để biện pháp để xử lý cái những mấy hộ mấy đồng đội đó làm không đúng. Dạ. Để địa phương để xem xét lại để xử lý. Dạ. Biện pháp xử lý. Dạ. Nếu mà vô đây mà quay mà nói sai sự thật về hoàn cảnh anh Đơn sẽ có biện pháp xử lý. Đúng. Dạ rồi. Vậy thì cô ơi, vậy thì mấy hôm nay cô buồn lắm đúng không? Dạ. Dạ. Cô thấy bây giờ con đã tới đây con hỏi thăm rồi, với lại con cũng được các anh chính quyền ở đây hỗ trợ rất là tận tâm, cũng có đính chính lại vấn đề mà hoàn cảnh anh Đơn á. Với lại thì vấn đề người ta nói là anh Đơn không có đúng sự thật, anh Đơn là người nhà của con, rồi anh Đơn là con trục lợi thế này thế kia, thì bao nhiêu lần là cô có thể chia sẻ cho các anh các chú là tiền con trao là đúng giống như những gì con quay không? Có phải. Dạ. đúng như vậy đó. Dạ. Là quay làm sao cũng như vậy. Bây giờ là bữa nay đó là tôi thấy là hết lo rồi. Tại vì mình sống hiền, sống tốt thì sẽ được quý cô chú mấy mạnh thương thương thôi. Tại vì anh Đơn cũng có duyên với con. Dạ. Thì con tới đây con giúp. Nếu mà anh Đơn có duyên với những cái kênh kia thì con cũng không có tới đây đâu. Dạ. Đó, cho nên thì hôm nay thì con cũng được gặp hai anh đây cũng rất là quý. Tại vì em nghĩ rằng là các anh địa phương ở đây sẽ xác minh chính xác nhất chứ lại thực tế nhất đó những hoàn cảnh Đơn, cho dù mà có ai nói gì đi nữa thì em nghĩ là quý khán giả lại quý mạnh thường quân cũng sẽ biết được. Cuối cùng thì ấp không có ý kiến gì để xin chúc cho đồng đội mạnh thường quân thì chúc năm mới mạnh khỏe rồi an khang thịnh vượng. Dạ. Hạnh phúc. Dạ. Cho gia đình và dạ, cho đồng đội. Dạ. Xin cảm ơn nhiều. Dạ anh Sen có muốn nói gì không ạ? Dạ tôi có muốn chúc cho mà đồng đội mạnh thường quân đã thấy giúp đỡ mà em Đơn thì đúng là sự thật vậy. Rồi giúp đỡ mạnh thường quân, giúp đỡ ba cái đồng đội Hoàng Xanh đã giúp đỡ đúng sự thật. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn nhiều ạ. Thì Xanh cũng xin đại diện cô chú mạnh thường quân, quý khán giả cũng cảm ơn các anh ở đây là quý lãnh đạo ở đây cũng rất là tận tâm đến đây để mà đính chính với lại quan tâm đến gia đình anh Đơn. Một lần nữa thì em cũng xin chúc các anh với lại quý lãnh đạo ở đây một năm mới an khang thịnh vượng, thật là nhiều sức khỏe. Có lẽ là qua Tết em sẽ làm nhà cho anh Đơn. Em rất là cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ thì cô ơi, thì con đã gặp được hai anh là cô yên tâm hen. Với lại những câu trả lời thì có lẽ là mình nói ngắn gọn như vậy thì quý khán giả đã hiểu rồi, mình không cần nói vòng vo đó hen. Vậy thì cô yên tâm, anh Đơn cũng yên tâm hen. Được hai anh xuống đây là đính chính rõ với quý khán giả rồi. Anh yên tâm hen, chúc anh năm mới vui vẻ, chúc cô năm mới vui vẻ nha. Rồi bây giờ mình chào khán giả đi. Dạ rồi. Rồi chào các chú anh chị biết nhà. Bye bye.